Xin chào tất cả các bạn nha. Tiếp tục video này mình sẽ giới thiệu bạn tham gia một chương trình iGroup nhận 3.000 token có ký hiệu là BIR được bạn. Chương trình iGroup này nó random dành cho 2.000 người may mắn các bạn. Tổng số iGroup có 6 tỷ nha. 6 triệu token các bạn. 6 tỷ token các bạn. Thì dưới giá là 0.002 cho một token các bạn. Tại sự kiện từ CoinMarketCap. Để tham gia giá hôm nay các bạn cần click phần link mô tả thứ nhất của mình, các bạn đăng ký một cái tài khoản trên CoinMarketCap nha các bạn. Tiếp theo thì các bạn nhấp vào ba dấu gạch, bạn login vào sự kiện nữa các bạn. Sau khi các bạn login xong thì các bạn bắt đập lên. Nó lập trên máy kia được. Đặt máy này nó lag quá. Rồi tiếp tục thì các bạn join vào iGroup nữa các bạn. Rồi các bạn bấm vào add to wallet nè. Rồi các bạn tiếp tục thì các bạn join vào Telegram, các bạn nhớ lướt cái trang các bạn 6.1.7 nha. Nó máy tính nha tất cả các bạn. Rồi sau khi các bạn join vào Telegram xong thì các bạn bắt đập lên. Rồi các bạn join trên Telegram group xong các bạn follow hai kênh tại Twitter của nó các bạn. Và tiếp tục các bạn vào đây Bitbot nè. Rồi các bạn like. Dạ các bạn tự quyết lại nha các bạn. À mình đã tự quyết rồi hồi nãy các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn bắt đắp lên nè. Rồi các bạn điền địa chỉ BNB Smart Chain mình vào nha các bạn. Thì các bạn mở địa chỉ chocolate của mình ra nè. Các bạn copy địa chỉ BNB Smart Chain Bet20 nè các bạn. Các bạn sao chép lên nè. Rồi các bạn bắt đắp lên nè. Rồi các bạn dán ở đây nè các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn điền lại username tại Twitter của ta các bạn đã follow nó cộng win vnnh9 nữa các bạn mở tại Twitter của các bạn ra thì sẽ thấy được username tại Twitter của bạn các bạn. Tiếp tục thì các bạn điền lại username các bạn đã join vào nhóm group này nó cộng anh tỷ lệ 2.000 người tỷ lệ random rất là cao các bạn. Tiếp tục các bạn gọi lên link retweet post này thì các bạn mở tại Twitter của tất cả các bạn ra nữa. Rồi tất cả các bạn nhấp vào qua vào bên cùng nè. Các bạn nhấp vào một con sơ nè. Các bạn tìm xuống cái bài tweet này nè các bạn. Rồi bạn chia sẻ nha tất cả các bạn. Rồi các bạn sẽ chép liên kết nè. Rồi các bạn bắt đắp lên nè. Các bạn dán lên tweet vô đây nè. Rồi bạn bấm mở nè. Bấm nút mở ra nha các bạn. Rồi bạn bấm join này gấp nè các bạn. Ok, vậy mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình iGroup nhận 3 triệu token Bright đến đây cũng kết thúc các bạn. Mình chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.